Bây giờ vẽ cái dĩa thì mình vẽ một món ăn đi, đúng không? Đấy. Vẽ món ăn loại gì đấy? Bít tết đi. Bít tết. Steak. Cho steak. Đấy. Nóng hổi. Đấy, bốc khói, đúng không? Đấy. Tươi ngon. Tươi ngon, hấp dẫn. Đấy. Được chưa? Gì nữa không ạ? Đấy. Sáng bóng kiểu kiểu ạ. Đấy, gì nữa? Đấy, kiểu kiểu vậy nhé. Thì mình vẽ một cái đĩa bistec đi. Đường nào mình cũng vẽ cái đĩa thì mình vẽ đĩa bistec đi. Đấy. Thì mình dùng tiếng Việt xong rồi mình đưa vào phần dịch, cái mình dịch sang tiếng Anh. Sau đó mình đưa vào để xem nó vẽ cái đĩa bít tết xem có ra cái gì không anh chị em nhé. Đấy. Và nó sẽ cố gắng để mà nó đoán cái gì ạ, đoán cái ý tưởng của mình. Đoán cái ý tưởng của mình. Đấy. Rồi. Nóng hổi cho nên là nó thành bốc khói cho nên là nó thành như là ấy anh chị em nhìn thấy không ạ? Đây. Đấy. À, bít tết đây này, bốc khói này, anh chị em thấy không ạ? Bốc khói không ạ? Đấy, nóng hổi này, bốc khói này, đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy, cái đĩa này, đấy, sáng bóng này, anh chị em thấy không ạ? Sáng bóng này, đó, anh chị em thấy không ạ? Đấy, nó vẽ cái bít tết đấy, đẹp chưa? Hay không? Đấy, bây giờ mình có thể là gì ạ? Nâng cấp nó lên, bằng cách là gì ạ? Cũng là gạch này, image này, đấy, vẽ cái này, nhưng mà gì ạ? À, mình viết thêm nó là gì ạ? Trình bày đẹp mắt đấy trên một cái đĩa to trắng đấy có thêm rau trang trí đấy. Được chưa? Mình bỏ cái sáng bóng này đi không là nó hiểu nhầm này. À, nóng hổi bốc khói này bỏ cái này đi này không nó hiểu nhầm này đấy. À, tươi ngon nóng nóng hổi thì mình ghi là nóng thôi đấy. Đấy, được chưa? Xong mình lại đây ạ. Copy cái này này được chưa? Mình đưa vào đây này nhấn enter đấy. Như vậy là gì ạ? Là mình đã đưa thêm cho nó những cái chi tiết khác nhau để nó vẽ cho đúng cái ý tưởng của mình. Anh chị em lưu ý này, mình nghĩ như nào mình mô tả càng chi tiết thì nó càng cho mình cái gì ạ, cái kết quả càng giống với cái mong muốn của mình. Còn nếu mà mình mô tả một cách sơ sài quá thì sao ạ, thì nó sẽ vẽ một cách sơ sài và mình sẽ bảo ô cái này không giống cái thứ tôi muốn. Thế thì anh phải biết anh muốn cái gì, anh phải mô tả cho tôi rõ là anh muốn cái gì, được không? Anh muốn một cách sơ sài thì tôi chỉ vẽ sơ sài thôi. Nào anh chị em nhìn thấy không ạ? Anh chị em thấy nó trình bày đẹp mắt không ạ? Thấy nó cái đĩa trắng to không ạ? Đúng không ạ? Đấy, thấy một trang trí với các cái rau và các cái phần ăn kèm không ạ? Anh chị em thấy tuyệt vời không? Đó, nếu như mà các anh chị em nào mà làm bếp nhá hoặc là đang bán hàng nhá, thay vì là mình chụp cái ảnh và bít tết của mình trang trí chưa chắc đã đẹp được bằng nó đâu, đúng không? Thì mình đưa lên đây mình bảo nó gì ạ, làm cho tôi cái này, anh chị em thấy không ạ? Thế bây giờ mình muốn nó gì ạ, nó điện ảnh hơn, nó nghệ thuật hơn thì mình dạ mình tiếp tục nha. Mình tiếp tục đưa vào đây nha một số cái câu lệnh nâng cao nhé. Ví dụ như là gì ạ? Là high detail. Đấy, là chi tiết hơn, đúng không ạ? Đấy. Rồi ở đây nó là food style. Tức là gì ạ? Là gọi là thể loại đồ ăn,
thì nó sẽ vẽ cho mình làm sao nó giống cái đồ ăn nhất. Đấy. Đấy, 4K. 4K thì không có nghĩa là xuất ra cái độ phân giải 4K đâu anh chị em ạ. Nhưng mà nếu mà mình đưa cái 4K vào ấy, thì cái hình ảnh nó sẽ mang tính chất chi tiết hơn, nó sẽ chân thực hơn, được chưa ạ? Mình thêm một cái nữa đó là cinematic. Tức là gì ạ? Nó mang tính chất phim trường, nó mang tính chất nghệ thuật một chút. Tức là mình chụp ảnh nó dạng kiểu nghệ thuật đấy anh chị em ạ. Đấy, thì nó cinematic một tí. Đấy, được chưa ạ? Đấy, nó thêm một chút smoke. Đấy, cho thêm một chút khói. Được không ạ? Cho thêm một chút khói vào. Đấy, kiểu kiểu vậy. Được chưa ạ? Rồi, mình có thể thêm một chút về rồi những cái từ, những cái nâng cao hơn nữa thì mình để sau nhá. Đấy, bây giờ mình mới đang chỉ chi tiết thêm một chút cho cái đĩa của mình xem nó có nét hơn, nó có đẹp hơn, nó căng hơn không nhá. Rồi đấy anh chị em thấy không ạ, cũng là một cái ý tưởng từ một cái đĩa bít tết thôi, nhưng mà nó tạo ra rất nhiều các biến thể khác nhau. Và khi nào chúng ta cảm thấy ưng ý với cái bức tranh của mình rồi thì lúc đấy thì làm sao ạ? Lúc đấy thì mình sẽ xuất nó ra và mình có thể in, ấn vào trong menu của mình. Mình tạo ra cái menu, đấy, anh chị em tưởng tượng, mình tạo ra cái menu với một cái món ăn rất là hấp dẫn. Đó, kiểu kiểu vậy. Đó. Rồi, đấy, anh chị em thấy nó đã khác chưa ạ? Đây, smoke này, khói này, anh chị em thấy không ạ? Đấy, nó có cả lửa này, cháy này, ôi, khói này. Anh chị em đã nhìn thấy nó gọi là cinematic chưa? Tức là nó gọi là điện ảnh chưa? Đấy, anh nhìn thấy nó đã điện ảnh hơn chưa? Anh chị em thấy không ạ? Đấy. Chỉ vài câu lệnh thôi mà nó đã tạo ra cho mình một gì ạ? Một món ăn cực kỳ hấp dẫn. Anh chị em nhìn đã thấy hấp dẫn không ạ? Quá hấp dẫn đúng không ạ? Đấy. Nhìn thấy hấp dẫn luôn này. Đúng là dạng ấy, đúng chất tả thực luôn anh chị em nhé. Đấy. Thì đấy là cái cách. Ngoài ra thì mình còn rất nhiều các câu lệnh khác nữa. Và dần dần thì chúng ta sẽ đi để chúng ta làm quen cách để mà chúng ta gì ạ? Tinh chỉnh cái hình ảnh của mình. Được ạ? Và cách dễ nhất để mà chúng ta tinh chỉnh cái hình ảnh của mình ấy, đó là chúng ta học từ người khác anh em ạ. Học từ người khác, tức là mình cũng vào cái kênh chung á, vào kênh chung này, xong nó học từ người khác, xong làm đi làm lại nhiều lần. Được chưa ạ? Cứ làm đi làm lại nhiều lần. Mình cứ thấy hình ảnh nào đẹp ấy thì bắt đầu là gì ạ? Cứ thấy hình ảnh nào đẹp thì mình copy câu lệnh này. Đấy. Ví dụ nhá, vì phân tích cái câu lệnh này anh chị em nhá. Cái này là gì ạ? Ultra realistic, tức là gì ạ? Là siêu thực. Nó thực nhưng mà nó lại siêu thực. Đấy, tức là gì ạ? Nó lại hơi mang tính ảo một tí. Đấy. Rồi. Cinematic tức là gì ạ? Là bức ảnh. Photography này, nó là bức ảnh nhé. Nó không phải là dạng 3D, nó không phải dạng hoạt hình, nó là photography, nó là bức ảnh, được chưa? Nhưng mà nó dạng là dạng là dạng là phim. Nó giống như trong phim ấy, anh chị em thấy không? Đấy, giống như là một cô gái là trong phim. Đó, nhưng mà nó ultra realistic, tức là nó là siêu thực. Được chưa? High resolution, tức là dạng độ phân giải cao. Đấy, ở đây nó cho hẳn 8K. Đấy, cho hẳn 8K, tức là gì ạ? Là độ phân giải rất là sắc nét. Độ sắc phân giải dành cho phim ấy. Được chưa ạ? Không có nghĩa là bức ảnh này 8K đâu anh chị em, nhưng mà nhìn trông như là được chụp bởi bức ảnh 8K ấy. Được chưa ạ? Rồi, dark color correction, tức là gì ạ? Là cái màu sắc thì nó hơi tối một chút. Được chưa ạ? Đấy, dark color. Đấy. Đấy. Gloomy atmosphere, tức là gì ạ? Là cái không khí nó hơi tối tăm, hơi u ám, hơi ảm đạm, hơi buồn, hơi u sầu một chút anh chị em nhé. Đấy, beautiful woman, tức là một cô gái đẹp ngồi sitting at the bar, tức là ngồi ở cái quán bar. Đấy. Và lighting a cigarette, tức là gì ạ? Là có một cái điếu xì gà, nhưng ở đây nó không thể hiện điếu xì gà. Ở đây nó chưa thể hiện cái điếu xì gà anh chị em nhé. Blue eyes, tức là mắt xanh. Anh chị em thấy mắt có xanh không ạ? Đấy, mắt là xanh đấy. Nhưng mà do là cái màu nó đắc, nó tối quá cho nên là nhiều khi mình thể hiện nó không rõ. Đấy. Black, long, navy, hair. Đấy, tức là gì ạ? Là cái màu tóc ấy, là gì ạ? Là đen, dài. Và navy là cái màu gì ạ? Là cái gợn sóng ấy anh chị ạ. Navy là gợn sóng lăn tăn.
đấy ạ. Đấy gọi là dài đến tận gì ạ, đến tận bụng đấy. Đây là gì ạ, tóc dài này anh chị em nhá, thấy không, tóc tóc đen lượn sóng dài xuống bên dưới, anh chị em thấy không ạ, rất chi tiết. Full lip tức là gì ạ, là gọi là cái môi mọng đỏ đấy, cái môi lip là cái môi môi mọng đỏ, full lip tức là môi mọng đỏ, môi mọng đấy. Đấy. Cái mặt đấy, cái mặt cô ấy là cái chi tiết mặt này, cái chi tiết mặt cô ấy thì nó rất là gì ạ, rất là sắc bén nhọn, rất là rõ ràng đấy, tức là cái mặt ấy nó rất là sắc bén, rất là rõ ràng, rất là sắc nét đó, tức là ý là mô tả cái mặt nó phải sắc nét đấy. Rồi cái áo thì sao ạ, cái váy thì sao ạ, cái váy thì đỏ này đấy, và bodycon ở đây tức là nó ôm sát người ấy. Đấy, nó có thể body fit hoặc là body con, tức là nó gì ạ, nó ôm sát người và nó có những cái đường xẻ, nó body con đấy, thì nó có những cái đường xẻ trên cái áo đấy, anh chị em thấy không ạ. Đấy look bored tức là gì ạ, là nhìn thấy có những cái gì ạ, cái điều buồn bực hay là gì ạ, là cô ấy đang nhìn một cách gọi là hơi buồn, hơi chán nản, hơi buồn tẻ một chút đó. Như vậy là gì ạ, ở đây khi mà chúng ta học về câu lệnh của Miss Johnny ấy, thì chúng ta phải học bằng các cái ví dụ như vậy, và chúng ta phân tích từng cái chữ ở trong đó, và sau khi chúng ta phân tích 10, 100 đấy, 500 cái bức ảnh khác nhau, thực ra không cần đến 500 đâu anh chị em cần phân tích 100 cái bức ảnh thôi, thì anh chị em chúng ta đã trở thành bậc thầy với Miss Johnny, chúng ta có thể sáng tạo ra những cái bức ảnh rồi, được chưa ạ. Như vậy với một cái hướng dẫn anh chị em cách để mà chúng ta gì ạ, phân tích một bức ảnh này, chúng ta ra được rất nhiều những cái từ mà chúng ta có thể này, ví dụ như là high resolution này, là chúng ta có thể áp dụng vào trong bức ảnh của mình này, 8K này, dark color này, correction này, đấy, gloomy atmosphere này, nó hơi buồn, không khí nó hơi buồn ảm đạm này. Đấy, rồi là beautiful woman sitting at the bar, tức là gì ạ? Cô gái đẹp mà gì ạ? Đang ngồi ở quán bar này. Thì cách dễ nhất ấy, để anh chị em ấy, là anh chị em copy cái này, nếu mà mình không biết tiếng Anh mình copy cái này xong mình cho vào phần dịch đấy, thì ở đây là gì ạ, nó là chụp ảnh, ảnh chụp điện ảnh cinematic, là điện ảnh siêu thực, độ phân giải cao 8K, hiệu chỉnh màu tối đấy ạ, đấy màu tối, bầu không khí u ám, người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở quầy bar và châm một điếu thuốc, mắt xanh đấy, mái tóc đen dài gợi sóng đến bụng, đôi môi đầy đặn, nét mặt sắc sảo, váy bodycon đỏ nhìn trông chán nản. Đấy. Thì anh chị em thấy không ạ? Như vậy là chúng ta dịch ngược những cái câu lệnh của người ta để làm gì ạ? Để học. Đó. À, ví dụ như là cái câu lệnh này nhá. Đấy. Anh chị em chúng ta cũng có thể là gì ạ? Gọi là hack câu lệnh bằng cách học cách nhanh nhất đấy là học từ đối thủ, học từ gì ạ? Bạn của mình. Một cái nhân vật này ở trong series anh hùng gì ạ, Ngọc Rồng đấy, bảy viên Ngọc Rồng đấy. Đấy, có tên là Cumber, trong môi trường không gian với tông màu tối. Đấy, với nhiếp ảnh 8K. Đấy, tỷ lệ chân thực. Thấy chưa? Thằng này nó viết liền luôn, không hề có dấu phẩy luôn. Anh chị em để ý không ạ? Đấy. Nó cũng ra này, anh chị em này. Đây là một cái nhân vật ở trong cái bộ chuyện là gì ạ, là bảy viên Ngọc Rồng, được chưa ạ, đấy, Dragon Ball đó, ở trong tàu vũ trụ đấy, màu tối chân thực đấy, sắc nét, anh chị em thấy không ạ, rất sắc nét đó, thì nó cũng gì ạ, nó cũng tìm ra cách để nó gì ạ, nó vẽ cho mình một cái nhân vật như vậy đấy. Rồi tương tự như vậy này, đây là một cái con gì ạ, con khủng long, nhưng mà khủng long bé, nó gọi là baby dino đấy, đây này, baby dino nó biết ngay con khủng long bé này đấy, nhưng mà nó lại gì ạ, nó đang làm cái gì đây này, được chưa, nhân viên pha chế khủng long bé, anh chị em thấy không ạ, barista nó là nhân viên pha chế, nhưng là baby dino, thế thì ngay lập tức nó hiểu luôn là một cái gì ạ,
là nhân viên pha chế nhưng mà lại khủng long bé, anh chị em thấy không ạ? Đấy, nó có đang pha chế này, máy móc thiết bị này, anh chị em thấy không ạ? Rất là đơn giản thôi, một câu lệnh rất đơn giản, nhân viên pha chế cộng với cả khủng long bé thì ngay lập tức ra con này, được chưa ạ? Anh chị em thấy là cái trí tưởng tượng mình của mình nó bắt đầu nó được kích hoạt, nó được bay cao chưa, đúng không ạ? Đây là một cái cốc rượu này, Captain American này. Rồi, biệt thự mùa đông của đội trưởng Mỹ, biệt thự mùa đông của đội trưởng Mỹ, đội trưởng Mỹ là Captain American đúng không? Nhưng đây là biệt thự mùa đông của đội trưởng Mỹ đấy, tức là gì ạ? Đây là một phần trong cái biệt thự mùa đông của đội trưởng Mỹ đấy, rất hay. Đây anh chị em xem đấy, bức tranh này đấy, thì nó là gì ạ? Nó cũng rất là siêu thực luôn đấy, siêu thực tức là nó không có thực ấy. Đấy, realistic ultra này, cận cảnh thực tế, một bữa bãi biển nhiệt đới đầy cát và nắng với cát nhiều lớp đấy anh em ạ, sandy and sunny tropical này đấy, nhiệt đới này, nắng và cát này, với nhiều lớp cát này đấy, thì nó ra được cái ảnh như này đấy, nắng này, cát này, anh chị em thấy không ạ? Bãi biển nhiệt đới đúng không ạ, nhiều lớp cát đấy này đó, anh chị em thấy không ạ? Thì nó sẽ cố gắng đoán cái gì ạ, cái ý của mình, đoán cái suy nghĩ của mình. Đây đây là một cái style khác anh chị em nhé, đây là một cái style khác anh chị em thấy không ạ? Cái style này thì nó sao ạ? À, chúng ta lại copy này, xong rồi chúng ta lại gì ạ, vào đây chúng ta kiểm tra này, sách thiếu nhi nhá, children book nhá, đấy, illustration này, đấy, minh họa, illustration là minh họa nhá, hình minh họa cho cái gì ạ? Sách thiếu nhi đấy, một cô gái gì ạ, da màu da đen với một cái gì ạ, mái tóc xù toàn thân đấy, hay thay đổi hạnh phúc đi đứng chỉ tay, tức là gì ạ? Có thể là nó sẽ vẽ những cái hình là hình đi này, hình đứng này, hình chỉ tay này, hình hạnh phúc này, được chưa ạ? Anh em xem thấy có đúng không? Đấy, mái tóc xù to toàn thân này, được chưa ạ? Đấy, đi đứng này, chỉ tay này, được chưa ạ? Hình minh họa cho sách trẻ em, anh chị em thấy không ạ? Nó ghi rõ là hình minh họa sách trẻ em, anh chị em thấy cái này có thể dùng là hình minh họa cho sách trẻ em, ok không ạ? Rất ok đúng không ạ? Tức là nó hiểu ý của mình đấy, đúng không ạ? Rồi, ở đây là một cái phong cách khác này. Phong cách này là gì ạ? Phong cách của một cái phim 3D hoặc là cái hoạt hình 3D gì đó đúng không ạ? Đấy, chúng ta thử copy cái này là chúng ta gọi là gì ạ? Dịch ngược, gọi là debug anh chị em. Đây, Simple Pixar Quality là mô hình gì ạ? Maya 3D chất lượng đấy, với phong cách của Pixar. Pixar là một cái công ty về hoạt hình rất lớn của Mỹ, được chưa ạ? Và nó đơn giản thôi. Đấy, của một người đàn ông hỗn hợp như bò cạp trong tư thế hành động, ác quỷ có ánh nắng mặt trời, đấy, ánh nắng mặt trời đang xoắn vào. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Có người đàn ông nhưng mà lại kết hợp với cả gì ạ? Bò cạp, đấy, đang ở trong tư thế hành động, đúng chưa ạ? Đấy, anh chị em thấy không ạ? Người đàn ông mà kết hợp với bò cạp trong tư thế hành động, với cái ánh nắng mà lại đang xoắn vào, đấy, và nó đơn giản, đấy, với cái phong cách hoạt hình của Pixar, anh chị em thấy không ạ? Nó hiểu ý của con người đấy và nó tạo ra cho chúng ta những cái hình ảnh rất là đẹp. Đây, ví dụ như là chúng ta muốn vẽ truyện tranh chẳng hạn, đúng không ạ? Chúng ta muốn sáng tác truyện tranh chẳng hạn. Đây, thì chúng ta tưởng tượng như này, một cậu bé buồn bã ngồi trên ban công và suy nghĩ nhìn vào hoàng hôn, khuôn mặt thật, cực chân thật, cực chi tiết. Đấy, thằng này là ultra realistic, ultra detail, 4K, real face. Đấy, như vậy là gì ạ? Là chúng ta nhìn thấy là bức ảnh này là bức ảnh gì ạ? Real face, tức là bức ảnh thật, không phải là hoạt hình nhé anh chị em nhé. Không phải hoạt hình, đây là real face, là bức ảnh thật, được chưa ạ? Thứ hai nữa là nhìn vào hoàng hôn, ngồi ở ban công, anh chị em thấy không ạ? Đấy, ngồi ở ban công, nhìn vào hoàng hôn, đấy, mặt buồn bã, suy nghĩ nhìn vào hoàng hôn, mặt buồn bã suy nghĩ nhìn vào hoàng hôn, khuôn mặt thật cực kỳ chi tiết, anh chị em thấy không ạ? Đúng không ạ? Đấy, cực chân thực, cực chi tiết, 4K, anh chị em thấy chưa ạ? Nét căng luôn đấy, thấy không? Nó hiểu ý của mình đấy, cho nên việc của mình đó là gì ạ? Tưởng tượng ra, sau đó là gì ạ? Để cho nó hiện thực hóa cái ý tưởng của mình.
ở đây là cái gì đây? Đây, một bức ảnh cực kỳ chân thực về Goku đang ngồi trên một chiếc ghế dài, mặc một bộ đồ màu đen được bao quanh bởi tiền, và một con hổ trên sàn đang ngủ cạnh chân anh ấy. Goku, nó không hiểu Goku là cái gì. Nó vẽ đại ra một người, xung quanh là tiền với giấy với cả cái gì đây, báo cái gì đây này. Một con hổ đang nằm ở trên sàn thì nó vừa là gì ạ? Vừa nó chẳng biết là hổ thật hay hổ giả. Đấy. Đấy, hổ nằm dưới chân anh ấy. Thì cái này nó chưa hiểu cái câu chuyện lắm. Đấy, cho nên là nó chưa đúng ý đồ khán tác giả lắm. Đấy. Đấy. Đây nha. Cái này là realistic ultra này, close up này. Tức là gì ạ? Là cái ảnh close up, tức là ảnh gì ạ? Cận cảnh nhá, ảnh gần. Tức là chụp sát vào, close up nhá. Đấy. Và cát này, và nắng này. Đấy, biển này. Đấy, với nhiều lớp cát này. Đó. Ở đây lại một cái hình ảnh khác nhá. Đấy, một cái cô gái này. Đấy, a beautiful smile woman. Đấy, đấy nha chị em nha. À, nụ cười xinh của một người phụ nữ giống như là IU là gì không biết, ca sĩ Hàn Quốc. À, một ca sĩ Hàn Quốc rất xinh đẹp ở độ tuổi 20, mang hơi hướng phương Tây. Mẹ thế mẹ ác ấy, đã cho một cái gọi là một cái IU, tức là một cái người cụ thể nào đó, mà ca sĩ Hàn Quốc xinh đẹp lại độ tuổi 20 mà lại mang hướng phương Tây. Đấy, thì anh chị em thấy rằng là gì ạ? Cô gái Hàn Quốc đang cười rất đẹp đúng không ạ? Ở tuổi khoảng 20 đúng không ạ? Nó hiểu đấy. Và lại gì ạ? Cũng hơi tây tây đúng không? Đấy, như vậy là gì ạ? Là rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó. Đây, hoặc là một cái hình này trông rất là siêu thực đây. Đây là một công chúa trẻ. Đấy. Đấy nha. Rồi. Một công chúa trẻ với mái tóc xanh đen, đôi mắt màu hoa cà tạo ra một ánh sáng mê hoặc bằng tay. Đấy ạ, ánh sáng mê hoặc bằng tay này. Ở giữa một khu rừng, đấy, 4K, thời Trung Cổ, giả tưởng sử thi. Tức là gì ạ? Epic, tức là sử thi. Đấy, giả tưởng là fantasy. Anh chị em nhé. Đấy, như vậy là gì ạ? Nó qua mang tính chất là fantasy, là giả tưởng. Mang tính chất là epic, tức là sử thi. Đó, nó ở trong một khu rừng, đúng không ạ? Ở trong một khu rừng. Đấy. Và đang tạo ra một cái ánh lửa ma thuật bằng tay. Đúng không ạ? Tạo ra một ánh sáng mê hoặc bằng tay. Đấy. Tóc xanh đen, đôi mắt màu hoa cả. Đấy, anh chị em thấy không? Tóc xanh đen và đôi mắt màu hoa cả. Anh chị em thấy không ạ? Rất tuyệt vời. Tạo ra ánh sáng ma thuật bằng tay. Đó. Rồi, chúng ta có thể tham khảo rất nhiều những cái hình ảnh khác. Ví dụ như là dùng Midjourney để vẽ gì ạ? Vẽ logo. Thì logo với Midjourney thì nó cũng có rất nhiều cái style khác nhau anh chị em nhé. Thì hôm nào về đến chủ đề vẽ logo thì Huy sẽ đi sâu hơn với anh chị em về vẽ logo. Đấy. Vẽ logo thì nó cũng rất đơn giản đâu. Mình gì ạ? Mình đưa cái logo mình vào. Ví dụ như là logo này theo cái mức theo đảng thiểu số gì đây, logo này đen và trắng đấy, với chữ là N3 đấy. Ở đây nó muốn là gì ạ? Tạo ra chữ N3, nhưng mà gì ạ? Như Midjourney thì nó lại cứ sáng tạo, nó tạo ra cái chữ khác đó. Thì mình sẽ có cách anh chị em nhé. Đây là những cái câu lệnh bằng chữ Trung Quốc anh chị em nhé. Đây này. Câu lệnh nó bằng viết bằng chữ Trung Quốc luôn này, anh chị em thấy không ạ? Đấy, mình muốn mình có thể là gì ạ? Mình cũng có thể dịch luôn anh chị em nhé. Chơi luôn, sợ gì đến Trung Quốc. Rồi, tranh sơn dầu, thế giới dũng cảm, ca hát, vui chơi trên sân cỏ, cảnh sắc tươi tốt của chim và hoa, không khí vui vẻ, chi tiết, an toàn và hạnh phúc. Một cõi mới tươi đẹp, nơi con người muốn sống mãi và tận hưởng sức khỏe mãi mãi. Tâm bình yên và vui vẻ, sáng sủa, tràn ngập ánh nắng và cảm giác xanh tươi. Mặt trời chiếu từ phía bên phải của bóng cây, một người khác ngủ trên bãi cỏ và tận hưởng ánh sáng. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Nó giới thiệu rất nhiều.
nhưng mà nó đưa ra bức tranh Trung Quốc như này với rất nhiều chữ Trung Quốc. Đấy, nó cũng hiểu rằng là anh là người Trung Quốc đây. Đấy, kiểu kiểu vậy. Đây nha, còn cái này nha, đó là gì ạ? Họ up lên một cái bức tranh. Đây. Họ lấy một cái bức tranh này làm mẫu anh em nhá. Đây một bức tranh ma quái này. Đấy. Xong họ bảo là gì ạ? Đấy. Abstract fantasy art tức là gì ạ? Tranh nghệ thuật gì ạ? Giả tưởng. Đấy. Đấy, được chưa ạ? À, màu đen tối. Anh chị em thấy không ạ? Từ cái bức tranh kia nhá, nó lấy ý tưởng nhá. Nó làm ra cái bức tranh này. Anh chị em ạ, nó chỉ lấy ý tưởng thôi nhá, nó không lấy nguyên si đâu. Được chưa ạ? Đấy, cũng là bức tranh ma quỷ như này nhá. Được chưa ạ? Và từ bức anh tranh ma quỷ đó, nó lấy ý tưởng để nó làm ra bức tranh ma quỷ như này. Anh chị em thấy là sao? Tức là nó thể hiện cái sự sáng tạo của nó rất là tuyệt vời. Và nó gì ạ? Nó cũng có cái logic riêng của nó. Nó có tính logic của nó. Đấy, được không ạ? Đấy. Nhưng mà để nó vẽ đúng theo ý mình, ví dụ như cô này quay mặt sang phải, quay mặt sang trái, cái thứ này là mình phải rất chi tiết và phải làm đi làm lại rất nhiều lần thì mới mới ra được nhá. Anh chị em nhìn này, nó vẽ bức tranh này nhìn trông có đẹp không? Đẹp chưa? Chi tiết chưa? Nét chưa? Ui này, nhìn áo đẹp này, tóc đẹp này. Tuyệt vời không? Ui, anh chị em thấy không ạ? Người mẫu mà chụp được kiểu này là cũng ngất ngây con gà Tây luôn đấy. Thứ nhất là trang điểm này, trang phục này, màu sắc này, rồi là gì ạ? Rồi phải ánh sáng này, rất nhiều thứ mới ra được một cái bộ ảnh như này đúng không ạ? Nó chỉ cần vài câu lệnh thôi anh chị em nhé. Đây. Cái này là cái mà mình học gọi là nâng cao hơn này, nhìn đấy. Toàn thân một thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc áo khoác màu ánh kim ba chiều. Đấy, nhá. Trước chiếc xe đạp trước xe máy nhá, bay là xe máy nhá. Đấy. Kawasaki màu chrome. Nhớ này, cái màu chrome rất là màu gì ạ? Nó là màu màu kiểu như là lấp lánh nhiều màu ấy. Đấy. Tóc màu ánh kim 3 chiều trong đêm Tokyo. Đấy. Được phân loại màu đẹp mắt. Beautiful color. Cái loại màu đẹp mắt beautiful color. Đấy, độ phân giải cao 8K, chi tiết cao. Anh chị em thấy không ạ? Cái câu lệnh là high detail này, rồi là gì ạ? High resolution này, rồi 8K này, nó làm cho cái gì ạ? Cái bức ảnh nó gì ạ? Nó thật hơn và nó sắc nét hơn và nó sâu hơn và nó chi tiết hơn. Đúng chưa ạ? Còn cái V4 ở đây ấy, nó thể hiện là gì ạ? Là cái version 4. Con Midjourney này nó có 7 cái version khác nhau anh chị em ạ. Và version 4 hiện nay đang là version đẹp nhất. Đấy ạ. Thế tiếp theo là câu lệnh là AR này, gạch gạch AR này, xong cách ra một cái này, 916 này, tức là gì ạ? Là thể hiện cái hình ảnh dọc giống như là xem trên điện thoại. Đấy ạ. Bình thường nó hình ảnh vuông, nhưng mà mình muốn cho nó hình ảnh dọc hoặc hình ảnh ngang. Nếu hình ảnh ngang thì mình đang gạch gạch AR là 169. Đúng không ạ? Hoặc là 32. Đấy, còn nếu hình ảnh dọc thì là 23 hoặc là 916. Anh chị em nhé. Rồi. Thì bây giờ mình thử copy cái câu lệnh này. Ôi, đâu rồi? Mình thấy thằng này đẹp, mình copy thế nào. Đâu mất rồi? Đấy, anh chị em thấy không? Thấy cái này nó hơi dở chỗ này. Chạy đâu mất rồi? Đây. Đây, một thằng khác copy anh chị em ạ. Một thằng khác copy nó ra lại người khác. Ừ. Đấy. Bây giờ mình copy vào cái của mình nhé. Đấy nhá. Bây giờ mình không phải là beautiful young lady nữa mà mình là handsome boy. Đấy. Handsome boy. Đấy. Được chưa? Tương tự như vậy, được chưa? Đấy. Rồi. Chỗ này nó không phải là 916 mà là 169. Thì điều gì sẽ xảy ra? Anh chị em thử nhé. Và ở đây là chúng ta đã đổi từ cô gái sang một chàng trai. Nhưng anh chị em thấy không ạ? Là bức tranh cũng rất là sắc nét. Với cái áo rất là gì ạ? Màu kiểu chrome trông rất là đẹp đúng không ạ? Đấy màu kiểu chrome đấy. Đấy, màu chrome này trông rất đẹp luôn.